4 quả. Ui. 7 quả. Rồi đúng rồi. 5 quả. 8 quả. Ui su 8 quả đâu. 嗨, hôm nay chị với bạn Su đã chuẩn bị hai chiếc kìa, một rổ bóng và đằng kia là cái đích. Chị với bạn Su sẽ chơi một trò chơi, hai chị em sẽ cùng nhau thi, ai xem ai khéo léo hơn nhá. Còn chị sẽ dùng cái thìa này và xúc những quả bóng này mang sang rổ bên kia. Đừng ai tưởng là người chiến thắng thì sẽ được thưởng. Đừng tưởng cái trò chơi này, đừng tưởng á cái trò chơi này là dễ nhá. Khỏe khó phết đi nhở. Nếu mà chúng ta không khéo léo chúng ta sẽ không thể làm xúc được quả bóng đi đâu. Bây giờ chúng mình cùng nhau bắt đầu không? Bạn xuống bắt xúc thử một quả để cho các bạn xem nào. Em xuống dưới đi, em xuống dưới đi. Em xuống dưới đi. Em này em xăm đi được. Em đứng ở đây. Các em ơi, các em sẽ xem bạn Su nhá. Bạn Su sẽ làm mẫu nhá. Nào xúc một quả đi. Em làm mẫu à? Đúng rồi các em ạ, khó phết đấy. Này, không chơi tay. Quả này không được tính, không được dùng tay. Không được dùng tay. Quả bóng nào ra thì nhờ anh quay nhặt vào hồ nhá. Em nhìn này, đấy. Rất là phải khéo léo luôn. Bởi vì nếu không vào thìa rồi nó vẫn rơi như thường các em ạ. Có được không? Có được không? Yeah! Đấy các em thấy không? Không phải là dễ lắm đâu nha. Để vào giữa này cơ. Đây. Nếu mà dĩ nhiên là rơi như này cái là quả bóng là không được tính. Ừ đúng rồi, quả bóng mà bị rơi như thế là không được tính các em ạ. Vậy bây giờ chị và bạn Su cùng nhau chơi nhá, xem ai là người chiến thắng. Su đứng đầu đấy, chị đứng đầu này. Đây, Su đứng bên này, chị đứng bên này. Nào hai chị em mình bắt đầu nhá. Trò chơi bắt đầu, anh quay anh hô giúp bọn em nhá. Chuẩn bị nhá. 1, 2, 3, bắt đầu.
cầm cái này nhá. Mà thôi, để đây đi, chị em mình đi chơi đã, chiều về rồi dọn, để nhiều đấy.